Thì cái thứ năm ấy dài mà mình thực hiện nó nhiều chỗ lưng mây kia rồi, bởi vì mặt mũi em coi như không chú ý trên. Chào này cũng muốn đi nhưng cũng muốn bỏ, cũng chào đó là mình vi phạm luôn pháp luật, đó là 27 tháng 7 năm nay. Dạ đánh tài xế xe tải thì bắt quả tang tổng số 45.000 đó thì thực hiện bao nhiêu? Xe bị bắt quả tang thì bao nhiêu? 20.000. Ừ. Trong khoảng mà 300 vụ đó thì cái bị can khai cái sự thành tâm. Bị can cho biết tình trạng sức khỏe bị can thế nào? Anh chứng đâu kìa. Mới chạy đi. Mới vừa vô ta tặng ra dám hết mà có mắt thì nhìn camera tôi đi tìm. Không người giữ à? Có người giữ không? Nãy có nói người giữ không? Chủ thứ còn quay đối tượng. Bởi vì mặt mũi em coi như không chú ý trên, còn cái gì nữa. Không, cái gì. Cái sự